Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn vì đã có mình ở đây. Sau đây là 5 giờ sáng. Khó có ai như em lại đây là không chỉ để tồn tại và em phải bỏ đi thôi nơi này và đó là lúc này sau ngầm đến thương trắng em quay ra nhìn chăm chăm chỉ qua xe em lấy túi đồ ấy vì tìm lấy nữa không đi đường một vài phút em quay lại nhìn ra xa.